Bây giờ đang rất là đa dạng luôn, những cái sản phẩm cho tóc như là xịt tóc nè, dầu gội, dầu xả, dầu ủ, serum đó, rất là nhiều luôn ha. Rồi những cái sản phẩm cho mặt thì kem chống nắng, nước tẩy trang, nước toner, kem dưỡng này, serum nè, rồi kem chống mụn vân vân, tẩy thừa chết rất là nhiều luôn, body nữa, ủ trắng nè, kem dưỡng nè, kem body rồi tẩy thừa chết luôn đó, rất là nhiều luôn ha. Là anh chị nào ở đây mình đang có dự định mình lên sản phẩm mà mình chưa biết lên sản phẩm gì thì cũng có thể liên hệ với Dạo Lan tư vấn cho mình luôn. Có rất là nhiều khách em khi mà tìm đến bên em là chưa biết là muốn lên sản phẩm gì, là muốn lên sản phẩm nhưng mà chưa chọn được cái sản phẩm mà mình yêu thích, thì bên em cũng sẽ xin khách là cái đối tượng khách hàng muốn hướng tới, và cũng có hỏi khách là về cái ngân sách thì anh chị hiện tại là mình muốn hướng tới khách hàng là tầm trung hay là cao cấp hay như nào, để bên em tư vấn và đưa ra cái công thức cũng như là những cái sản phẩm mà phù hợp nhất với anh chị, để anh chị có thể là dễ dàng mình đưa ra thị trường á. Bên em cũng sẽ hỏi là anh chị mình bán truyền thống hay là mình muốn bán những cái sàn thương mại điện tử đó, bên em sẽ đều hỏi kỹ khách để mà làm sao đó đưa ra những cái sản phẩm và những cái mức chi phí là phù hợp nhất với khách hàng ha.